Mình không biết mọi người sao nhưng mà họ giúp đỡ mình rất là nhiệt tình từ A tới Z luôn. Nên mình không không cần phải lo lắng hay là mình sẽ rớt visa ra sao hay là mình bị phỏng vấn ra sao, vì mọi người chỉ rất là kỹ. Anh ạ, anh có thể cho em biết là anh tên là gì và anh đã sử dụng dịch vụ gì của bên 012 Global ạ? Chào các bạn, mình tên là Trần Xuân An. Thì mình là biết đến công ty này là từ khi mình còn ở Việt Nam cơ. Thì mình đã nghe đến công ty này và mình đã từ hồi đầu khi mà mình có ý định đi du học á, nhưng mà mình còn chưa biết cái bằng IELTS là gì, thì công ty đã tư vấn cho mình rất là kỹ và mình đã quyết định là theo học một khóa ở công ty này, và công ty đã giúp mình hoàn thành giống như là ước mơ của mình là có được bằng IELTS. Sau đấy thì giúp mình rất là nhanh, chỉ trong vòng 2 tháng là mình đã hoàn thành khóa học, có kết quả IELTS và đã có luôn cả visa để đi sang bên nước Anh. Thì nói chung là mọi thứ công ty giúp đỡ rất là nhiệt tình, nên là hồ sơ của mình chuẩn bị rất là kỹ, không không bị vấn đề gì hết, nên là kiểu nói chung là khá là dễ dàng đối với mình. Nhưng mà thực ra là nhờ công sức của mọi người giúp đỡ rất là kỹ càng, nhờ bên công ty. Vâng ạ, thế cho em hỏi anh là hiện tại thì anh mới sử dụng dịch vụ gì của công ty ạ? Vừa qua thì mình cũng mới sử dụng dịch vụ là sponsor visa với lại bạn gái, kết hôn với bạn gái, thì mình cũng nhờ bên công ty giúp đỡ, tại vì cũng lần đầu nên là mình cũng không biết là các bước như thế nào hoặc là đi đường nào cho nó đúng mà nhanh. Thì bên công ty mình định hướng và chỉ đường đi rất là nhanh, thì mình nói chung là công ty giúp đỡ mình bên hồ sơ rất là kỹ, nên là mình cũng không cần phải lo lắng hay là gọi là thực sự lo sợ hay bất kỳ cái gì cả. Mình cứ thế mà hoàn thành thôi. Nó nói chung là nghe các bạn nghe nói rất là đơn giản, nhưng mà thực ra là bên công ty chuẩn bị cho mình kỹ lắm, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng dịch vụ ở bên công ty. Vâng ạ, thế cho em hỏi là để mà đánh giá chất lượng của dịch vụ công ty từ bậc thang từ 0 đến 10 thì anh sẽ cho công ty bao nhiêu điểm ạ? Chắc chắn rồi, mình sẽ đánh giá 10 điểm bên công ty rồi, tại vì họ mình không biết mọi người sao nhưng mà họ giúp đỡ mình rất là nhiệt tình từ A tới Z luôn. Nên mình không không cần phải lo lắng hay là mình sẽ rớt visa ra sao hay là mình bị phỏng vấn ra sao, vì mọi người chỉ rất là kỹ. Nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng dịch vụ bên công ty của 012. Vâng ạ, và cho em xin một câu hỏi nữa là giữa muôn vàn những công ty du học cũng như là công ty về dịch vụ làm visa thì lý do vì sao anh lại tìm đến công ty 012 ạ? Thực ra thì từ ban đầu thì mình cũng có biết một vài công ty, nhưng mà mình cũng có một số người bạn cùng review cho mình là công ty này rất là tốt và mình yên tâm tin tưởng sử dụng. Thì sau khi sử dụng thì mình hoàn toàn tin tưởng 100% vào công ty, và sau này nếu có vấn đề gì trục trặc hay là có gì đấy thì mình vẫn tiếp tục ủng hộ phải sử dụng bên công ty này thôi. Vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và em cũng xin cảm ơn anh đã dành thời gian để làm một cái video feedback như thế này. Và em cũng chúc anh thành công trong tương lai và cũng như là nếu mà anh có ý định làm những thủ tục gì nữa, ví dụ như là mua nhà bên em thì bên em cũng có dịch vụ kế toán và mortgage có thể giúp đỡ anh từ từ việc chọn nhà, mua nhà và làm thủ tục nhà, làm sao để mình có một mái nhà cho để xây dựng tổ ấm của anh, bởi vì anh cũng vừa mới làm spa visa xong. Cũng chúc mừng anh, rất vui vì đã nhận được tin vui cho anh luôn. Và cũng như là mong quãng đường trong tương lai của anh sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành công. Cảm ơn anh rất là Dạ, nhiều vì đã xin cảm ơn. chọn 012 và tin tưởng 012 ạ. Vâng, mình cũng chúc bên công ty luôn làm anh thành công phát đạt. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.